biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà chưa thấy mặt mũi đâu cả. Em có mặt đúng giờ mà. Chúng ta cùng một mẹ sinh ra mà tại sao lại khác nhau đến như vậy? Vì em đẹp nên em có quyền mà. Em đẹp nhưng mà chị có kém cạnh gì đâu. Em nhìn xem, thân hình thì thể thao bốc lửa, tổng thể phong cách đậm chất Mỹ. Nhưng em mạnh mẽ hơn chị bởi em có một trái tim Turbo. Dù chỉ là turbo đơn nhưng chị cũng năng động không kém nhờ ngoại hình mạnh mẽ, thể thao, đúng với cái tên Grandeur Sport. Em tự tin, không sợ thử thách bởi có hộp số tự động 10 cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Chưa hết đâu, em còn có thêm kiểm soát đường địa hình, chinh phục mọi thử thách. Wow, bảo sao em tự tin đến thế. Thôi thôi, chị nhường em, chúng ta thuộc họ Ranger mà, không giống lông thì cũng giống cánh. Nói phải, củ cải cũng phải nghe. Chốt lại là chị em nhà mình đều trẻ, khỏe và đẹp, khiến anh em nào cũng muốn rước về với công chị. Chị thì ở Hà Nội, để đủ điều kiện mà đi ra đường, các anh em chỉ cần 884 triệu đồng mà thôi. Tưởng thế nào? Bình thường thôi chị ơi, để mời được đây xuống đường á, chỉ xăm một tỏi ạ. Chị ngạc nhiên à? Để đây nói cho mà nghe. Chiều dài, chiều cao, chiều rộng, hai chị em mình đều giống nhau, cùng bộ mâm đúc 18 inch, được thiết kế mới. Nhưng chị chỉ có camera mình thôi. Vậy thì đúng rồi, em có cam 360 đây này. Đây, đây nữa này. Và cả đây nữa ạ. Ừ nhỉ, bản sport của chị thì lại không có. Nhưng chưa hết đâu, em còn có cảm biến hỗ trợ hỗ xe trước và sau nữa ạ. Hay, bảo sao mới em xuống đường gần một tỏi, cũng đáng thôi. À, còn nữa, để mà chiếu sáng, chị còn có cả đèn LED hết lên. Oai thật đấy, sáng thật đấy, góc chiếu cũng rộng đấy. Nhưng của em là đèn LED ma trận, tự động bật đèn chiếu góc. Đó là vẻ bề ngoài, vào trong xem còn có vinh váo được nữa hay không. Tự tin gớm nhỉ. Rồi, vào thì vào. Ghế bọc da, vân họa tiết thể thao, cùng với lại logo Sport in nổi trên lưng ghế. Về điểm này thì chị em mình đều sang và đẹp giống nhau. Nhưng ghế lái trước của em là chỉnh điện tâm hướng. Về điểm này em nhìn nhấn chị một chút. Bảng đồng hồ tốc độ 8 inch, màn hình trung tâm 10 inch. Cái này của em à? To hơn của chị những 2 inch nên cũng dễ hiểu thôi, vì giá của em hơn của chị những hơn 100 củ mà. Cạnh tranh về giá trong thời buổi kinh tế khó khăn này là một điểm cộng đối với lại Ranger Sport. Một mẫu xe đa dụng, đáp ứng đầy đủ những cái tính năng từ gia đình, công việc đối với lại giải trí cùng với lại bạn bè của những chủ nhân luôn mong muốn khám phá những cái điều mới mẻ. Chiếc xe mạnh mẽ, hiện đại giúp cho bạn luôn tự tin trong công việc và cuộc sống của mình. Chúng tôi Ranger Sport, Ranger Wildtrak đều có khả năng off-road với hệ thống dẫn động 2 cầu, dễ dàng chuyển từ 1 cầu sang 2 cầu chỉ với 1 nút bấm. Đó là lý do vì sao chị em nhà Ranger chúng tôi được thị trường ô tô mệnh danh là vua của dòng bán tải. Type 4.